Hôm nay mình sẽ mở 10 bịch bánh Tony để sưu tập thẻ One Piece nha. Đây là những thẻ mà mình mở được mấy tập trước. Giờ mình mở luôn. Sao vô 36 triệu belly. Thẻ này mình chưa có nè. Yeah. Saki thẻ này mình cũng chưa có luôn. Gia số bằng hải tặc của san tộc đỏ. Ông này là ba của Usopp nha, ba thẻ không bị trùng. Ông này mình không biết, chưa coi tới tập này. Foxy. Ông này là bạn của Luffy. Thứ sáu. Qua sáu thẻ rồi chưa bị trùng. Ông này là người khổng lồ nha.
Gosio. Tám bịch là chưa bị trùng. Nãy giờ chưa có bịch nào có của nhóm hải tặc mũ gom hết. Ai, thế đặc biệt. Ai đây ta? Đây là thẻ đặc biệt nha các bạn. Còn đây là thẻ thường nè. Ở mặt sau nó như vậy. Hoàng Kỳ. Mình cũng chưa có nhân vật này luôn. Hên quá, 10 thẻ không bị trùng thẻ nào cho các bạn. Đây là kết quả nè. Foxy A Angoluffy Funky. Funky thẻ đặc biệt. Gosio, ông này mình chưa coi tới. Ông này cũng vậy. Ông này cũng vậy luôn. Ông này thì biết nè. Biết. Biết. Mười thẻ không trùng thẻ nào hết. Thôi video của mình sẽ kết thúc tại đây nha.